Welcome back mọi người đến với chương trình giải trí Number Film TV. Lại là Hào ở đây. Và hôm nay chúng ta hãy nói về những chai nước hoa dành cho mùa hè nha. Nhưng mà Hào không muốn nói đến những cái chai mùa hương nó truyền thống đi theo một cái đường lối quen thuộc như là citrus này, hoặc là mùi aqua, hoặc là mùi biển. Những cái chai đó nó bình thường rồi. Bây giờ mình hãy nói về những cái chai nó sao ta non-traditional. Nó không phải là quá cái gì đó quá quen thuộc nhưng mà vẫn có thể áp dụng được vào mùa hè. Nhìn tới công diễn thôi. Let's go. Ok, và hôm nay thì Hảo đã lựa ra 5 chai nước hoa. Và những chai nước hoa này có những cái tông mùi có thể được liệt kê là một trong những tông mùi khá là nồng ấm này, giống như là da thuộc, mùi thuốc lá này, hoặc là hương hoa gì đó. Nhưng mà những chai này họ thấy có thể vì nhiều yếu tố như là mùi hương và cái độ bám tỏa của em nó thì họ nghĩ vẫn có thể áp dụng vào mùa hè nha. Và chai đầu tiên sẽ là Narciso Blue Noir phiên bản EDT của nhà Narciso Rodriguez. Tuy nó là mùi gỗ nhưng mà thực sự nó lên rất là nhẹ và cái sự mùi hương nó biến chuyển trên da nó rất là smooth. Và ngoài ra có một cái điểm hơi yếu nhẹ đối với cái mùi hương của em Narciso Blue Noir này, và hầu như nhiều người cũng sẽ đồng ý với Hào đó chính là độ bám tỏa của em này nó sẽ hơi chưa được tốt cho lắm. Nhưng mà tuy nhiên đó cũng là một cái điểm cộng đối với một cái mùi hương để cho nó phát triển ở trong cái mùa hè. Nói chung là một cái mùi hương nó thuộc về tông gỗ nên lên da mình nó không tỏa quá mạnh thì Hào nghĩ nó cũng sẽ dễ tiếp cận hơn đối với những người xung quanh ha. Và ngoài ra Hào thấy cái em này như hề là nói là mùi xạ hương nè, với là mùi gỗ nên nó sẽ hơi có phần bột bột, nó hơi phấn phấn một tí, nhưng mà mùi hương nó rất là dễ chịu và có thể dùng đi được bất cứ đâu. Còn riêng phần tập gym thì Hào vẫn nghĩ em này nó hơi dày mùi một tí, mọi người vẫn có thể sử dụng những cái mùi hương truyền thống hơn như là mùi citrus hoặc là mùi aqua để đi tập gym nha. Thì đó là quan điểm riêng của Hào, nhưng mà nếu mà các bạn thích cái mùi hương của Narciso Blue Noir nhưng mà bạn muốn một cái mùi hương nó còn mát hơn nữa, nói chung là nó tươi hơn nữa, thì các bạn hãy có thể thử qua hai cái bản flanker, đó chính là Narciso Blue Noir Eau de Parfum hoặc là phiên bản Eau Extreme. Thì bởi vì hai phiên bản đó, đặc biệt là phiên bản Extreme, là Hào thấy nó sẽ có phần green hơn, nó có phần aromatic nó nhiều hơn, sẽ rất phù hợp cho mùa hè. Nhưng mà tuy nhiên Hào vẫn muốn giữ vững cái quan điểm của Hào, đó là Hào lựa phiên bản EDT bởi vì nó là cái bản gọi là phiên bản gốc á, mùi hương gốc và đã có rõ cái mùi gỗ nhất để mà chúng ta có thể sử dụng được trong mùa hè. Ok, và đến với chai số 2 thì Hà muốn nhấn mạnh đến nốt hương đó là da thuộc leather ha. Đó là Salvatore Ferragamo phiên bản Intense Leather. Thì họ thấy khá khen đối với em này và cái việc thể hiện cái nốt hương da thuộc ở đây ha. Có rất là nhiều feedback và nhiều người vote giống với lại Tom Ford Ombre Leather. Nhưng mà cá nhân họ thấy công tâm mà nói nha, thì hai cái nốt hương da thuộc ở em hai em này nó hoàn toàn khác nhau, không có gì liên quan luôn á. Còn đối với em này á, thì họ thấy nó không bị khô, nó không bị nó quá nồng ấm mà nó vẫn có những cái độ tươi và độ ngọt đến từ mùi trái cây của táo nè, có mùi citrus nè, có mùi green aromatic đến từ sô thơm nữa. Và nói về độ bám tỏa của em này á, thì Hào thấy khá là ổn, nó tỏa mùi ở một cái mức vừa đủ để cho mọi người xung quanh có thể nhận ra được đó là bạn này đang xịt cái mùi hương của Salvatore Ferragamo Intense Leather. Còn lưu hương á, thì em này ở mức tạm ổn, nói chung là trên da Hào được tầm khoảng 3-4 tiếng. Nhiều người sẽ nói 3-4 tiếng khá là ít, nhưng mà tuy nhiên đó là trường hợp của riêng da Hào nha. Rất là hiếm chai nào trên da Hào mà bám mùi được tốt, cho nên đối với em này thì Hào thấy khá ổn. Ok, và mùi hương số 3 thì Hào muốn đánh vào mùi hương đó là floral ha. Và ở bên nước hoa nữ thì mọi người chắc chắn cũng nghĩ rằng đó là floral là một cái nước hương chắc chắn sẽ dùng cho mùa hè và mùa xuân nè. Nhưng mà tuy nhiên đối với cái chai này đây, đó là Tall Boy của nhà Moschino, thì Hào nghĩ rất nhiều người sẽ không có muốn dùng chai này vào mùa hè đâu. Khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mà riêng Hào thấy á, nó vẫn thể hiện được một cái gì đó rất là lạ, một cái tông hương floral dành cho nam. Hồi trước tới giờ mình không có nhiều chai nước hoa mà thể hiện được cái nốt hương floral lắm. Cái điểm mà Hào làm Hào thấy mùi hương em này nó dễ dùng cho mùa hè đó chính là cái mùi ngọt đến từ quả lê, mùi trái cây fruity ở đây. Và packaging thì chai này Hào thấy rất là độc đáo. Hào đọc được rất là nhiều feedback ở trên mạng nói là em này có độ bám tỏa rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên trên da Hào á thì tỏa mùi rất xa, nhưng mà độ lưu mùi á thì chỉ mức tầm trung bình, nó chỉ là tầm khoảng từ 3-4 tiếng rưỡi thôi. Đã thể hiện được những cái chàng trai mà có gu trong ăn mặc, nói chung là kiểu thể hiện được cái bề ngoài đó là chải chuốt và là điệu đà đó, thì cái chai này thể hiện được cái điều đó, cho nên ok và mùa hè ổn. Ok, và bây giờ đến với chai số 4 thì Hào tiếp tục với là hương hoa nữa, và ở đây đó là hoa lavender. Thì Hào có chai đó là Raps Club, nó có một cái độ aromatic nhẹ và là mùi green đó, đến từ mùi xô thơm nè, phối hợp với là cái mùi gỗ và ngoài ra có mùi lavender. Và một đặc điểm mà Hào cực kỳ ưng ý ở cái chai Raps Club này đó chính là cái mùi lavender nó không có bị hắc hay là hóa học, bị synthetic như là những cái chai Hào đã từng trải nghiệm như là của La Mer Jean Paul Gaultier chẳng hạn. Nó lên một cái vibe nó hơi bị hairspray, nó giống đồ, nói chung là đồ xịt tóc hồi xưa á. Mùi hương dành cho những quý ông, nhưng mà không quý ông, không có ồn ào, không có gọi là thể hiện quá nhiều bên ngoài, mà mặc cái những bộ đồ theo cái phong cách là sartorial á,
những và cái nơm rất là low key, rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Cái chai nước hoa này họ nghĩ thể hiện được đúng được cái phong cách như vậy. Ok, vậy đến với chai số 5 và cũng là chùm cuối của ngày hôm nay ha. Thì em này có những tông mùi chính như là mùi quế nè, mùi tobacco tức là thuốc lá, và cuối cùng đó là mùi gỗ nữa. Cái combo và nó là nghe thôi là thấy là xài cho mùa hè là thấy đau đầu luôn á. Nhưng mà cá nhân họ thấy mùi hương em này rất là phù hợp với mùa hè luôn. Đó chính là Burberry London, cũng là chai nước hoa mà họ thích nhất từ nhà Burberry. Cụm từ họ luôn luôn dùng xuyên suốt để mà miêu tả và review em này đó chính là mùa hương khi mọi người đứng giữa rừng thông ở Đà Lạt ha. Thật sự mà nói nha, đó là nhiều người nói mùa hương em này là chai nước hoa tông mùi thuốc lá, nhưng mà cá nhân họ thấy nó không quá nhiều mùi thuốc lá, nhưng mà mùi chủ đạo ở đây đó chính là mùi gỗ thông. Em này nó có một cái hiệu ứng kiểu như là xịt lên làm mọi người cảm giác rất là dễ chịu á, mà nếu mà buổi trưa nữa họ xịt lên thì họ nghĩ họ chẳng có vấn đề gì. Nó về độ bám tỏa thì họ thấy nó cũng không thực sự là quá xuất sắc, nhưng mà nó cũng là một cái điểm để giúp cho mọi người đó là có thiện cảm hơn khi mà dùng em này vào những cái ngày hè ha. Và mùi hương của em này họ nghĩ có thể dùng đi bất cứ đâu luôn. Ok, và đây là năm option, năm sự lựa chọn cá nhân của Hào về cái những cái chai nước hoa mà mọi người không dành cho mùa hè, nghĩ là như vậy ha, nhưng mà vẫn có thể áp dụng được cho mùa hè và sử dụng cho những ngày nắng nóng nè. Và mọi người có nghĩ sao về cái list này, và nếu mà có ai những có option nào khác đó, thì comment bên dưới cho Hào biết nha. Và những sản phẩm này Hào sẽ để quăng hết đường link vào phần description. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe để kênh giải trí Number Phương TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.